trước khi bắt đầu chạy quảng cáo thì chúng ta cần biết một số thuật ngữ để chúng ta có thể hiểu rõ được các thông số quảng cáo của bạn. Thì đây là tất cả những cái thuật ngữ mà bất cứ cái trình quảng cáo nào nó cũng sẽ có để cho chúng ta hiểu rõ coi về những cái thông số và coi cái hiệu quả của quảng cáo của chúng ta đạt như thế nào để chúng ta còn biết mà chỉnh sửa hay là búp thêm ngân sách cho nó. Thì thứ nhất là CPC. CPC có nghĩa là cost per click, có nghĩa là đó chính là giá thầu cho một click của chúng ta. Một click của chúng ta có giá trị bao nhiêu thì chúng ta có thể dựa vào đây để chúng ta có thể giảm giá thầu xuống hoặc là tăng ngân sách lên. CPV là cost per view, giá thầu cho một lượt xem. Thì ở đây chúng ta có thể chỉnh giá thầu cho một lượt xem ở trên quảng cáo Facebook video hoặc là trên quảng cáo YouTube video. Cost per mile là giá thầu cho 1.000 lượt hiển thị. Nếu mà bạn quan tâm đến việc nhận diện thương hiệu thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng các tính năng về cost per mile để có thể giúp cho quảng cáo của bạn phân phối càng nhiều người càng tốt. CPA là cost per action, giá thầu cho một lượt hành động. Đây là cách để giúp cho chúng ta có nhiều chuyển đổi nhất. Nếu bạn tối ưu theo cost per action thì bạn sẽ nhận được nhiều cuộc gọi, nhận được nhiều tin nhắn hay là nhận được nhiều điện phong. CTA là click through rate, có nghĩa là tỷ lệ click trên số lượt hiển thị của chúng ta. Cái tỷ lệ này càng cao thì có nghĩa là quảng cáo của bạn càng đạt hiệu quả tốt, người dùng rất là thích click vào quảng cáo của bạn. Tiếp theo là quality score, có nghĩa là điểm chất lượng của quảng cáo của bạn càng tốt thì mức độ phân phối của quảng cáo của bạn tất nhiên là sẽ càng tốt rồi. Conversion rate là tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ khách hàng đã thực hiện cái hành động sau khi click vào quảng cáo. Sau khi click vào quảng cáo, họ có thể tới một landing page và họ điền vào cái form. Thì đây là conversion rate. Impression là số lượng hiển thị quảng cáo, có nghĩa là số lần quảng cáo của bạn được hiển thị cho người dùng. Có thể là họ không thấy quảng cáo nhưng mà nó đã tiếp cận ở một phần nào đó, có thể người dùng chưa lướt tới nó. Tiếp theo là frequency là tần suất, có nghĩa là mức độ lặp đi lặp lại quảng cáo của bạn. Nếu mà quảng cáo của bạn lặp lại trước mắt một người dùng quá nhiều thì có nghĩa là quảng cáo của bạn chưa đạt được hiệu quả tốt, nên đối tượng của bạn nó sẽ phân phối đi phân phối lại những cái đối tượng chịu tiếp cận. Hay làm sao hạn chế cho cái tần suất của bạn từ 1 đến 2 là ok rồi. Tiếp theo là lượt reach, là lượt tiếp cận, có nghĩa là đây là số lần quảng cáo hiển thị trước mắt người dùng. Nghĩa là nó khi mà người dùng thấy quảng cáo thì nó mới tính là một reach. Ad rank là thứ hạng của quảng cáo của bạn. Quảng cáo của bạn được top 1, top 2, top 3 là nhờ vào ad rank. Nó được tính bằng điểm chất lượng quảng cáo của bạn nhân với cái giá thầu của bạn. Giá thầu càng cao thì quảng cáo của bạn chắc chắn sẽ được top. CTA là call to action, là những nút kêu gọi hành động người dùng. Có thể là kêu gọi người ta quan tâm đến Zalo official account, kêu gọi người ta gửi tin nhắn hay là kêu gọi người ta điền form. Bid là đặt giá thầu, bạn muốn đặt giá thầu bao nhiêu thì hãy bid ngân sách bấy nhiêu. Đối sánh từ khóa là một cái công thức để tạo ra các loại từ khóa hiển thị trước mắt người dùng. Nó sẽ có bao gồm đối sánh từ khóa mở rộng, đối sánh từ khóa cụm từ và đối sánh từ khóa chính xác. Đối sánh từ khóa chính xác là người ta search cái gì, chính xác từng câu chữ, từng bố cục, từng thứ tự thì nó mới ra quảng cáo. Đối sánh mở rộng là nó sẽ ra bất cứ vị trí nào, từ khóa có thể đảo lộn và có thể viết thêm kèm thêm nhiều từ khóa khác. Và cuối cùng là đối sánh cụm từ, thì các cụm từ phải được sắp xếp theo một vị trí đúng thứ tự. Ngoài ra có thể thêm bớt những câu từ khác thì hoàn toàn có thể. Và cuối cùng là landing page. Landing page là một trang web nơi khách hàng của chúng ta thực hiện hành vi mua hàng. Họ có thể là hành vi điền vào form, hành vi nhắn tin, hành vi gọi điện thoại. Đó là landing page. Và đó là 15 thuật ngữ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về quảng cáo của chúng ta và có các chiến lược, có cách tối ưu lại quảng cáo một cách hợp lý. Hãy đăng ký kênh để cập nhật kiến thức và thủ thuật kinh doanh mới nhất.